Trong chuyến công tác đầu xuân Tân Sửu tại tỉnh Quảng Bình, ngày hôm nay Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm và tặng quà cho học sinh tại Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật thành phố Đồng Hới. Thay mặt Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam, Phó Chủ tịch nước đã tặng 360 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh. Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật thành phố Đồng Hới là đơn vị tiếp nhận trẻ khuyết tật trong độ tuổi từ 6 đến 16 tuổi của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Quảng Bình. Hiện trung tâm có gần 120 học sinh đang tham gia học văn hóa và phục hồi chức năng theo hình thức học bán trú và nội trú. Trước đó, Phó Chủ tịch nước và đoàn công tác đã đến dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ tỉnh Quảng Bình.